Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là Một cuộc sống quanh ta. Thành Tâm gửi đến quý vị ba thời sự có tựa đề Cũng nên có một ước mơ của tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh. Đài trên đài AFI vào ngày 28 tháng 2, mời quý vị cùng chia sẻ. Cũng nên có một ước mơ. Những căng thẳng trên biên giới giữa Nga và Ukraine đã chuyển sang bạo lực, một cuộc xâm lược có tính toán kỹ lưỡng của Putin đã mở màn. Một lần nữa, thế giới lại bị đặt vào tâm trạng hồi hộp, lo lắng và bất an khi chiến tranh lại nổ ra, bom đạn lại lên tiếng, tai họa lại rơi xuống đầu dân lành vô tội. Cả thế giới nín thở, hoang mang lo lắng cho người dân Ukraine bé nhỏ trước sức mạnh về quân sự, công nghệ, sự to xác và đặc biệt là sự hung hãn từ đất nước láng giềng khổng lồ, đầy tham vọng và âm mưu bên cạnh khi Nga đang ngang nhiên tiến hành cuộc chiến xâm lược đất nước này và ép dân tộc này vào cơn nguy tử. Khi mà cả thế giới được thu gọn vào chiếc điện thoại bé nhỏ trong lòng bàn tay của mỗi người, mọi động tĩnh, mọi lời nói, mỗi hành động đều được nhanh chóng được truyền đi toàn cầu, thì mức độ tan bạo, nỗi lo lắng về cuộc chiến càng nhân lên gấp bội và cụ thể hơn nhiều lần so với trước đây. Cả thế giới bàng hoàng, dù điều này đã được báo trước khá lâu. Người ta bàng hoàng bởi điều rất rõ ràng là những lời hứa, những cam kết của người đứng đầu nước Nga trên cương vị tổng thống đã nói rõ mồn một rằng Nga không hề có ý định xâm lược Ukraine. Nga không bao giờ là bên gây chiến. Nga là thành trì bảo vệ hòa bình thế giới, là tất cả những điều tốt đẹp nhất, liêm sĩ nhất. Thế nhưng chỉ sau một đêm, tất cả những lời hứa đó đã lập tức bị nuốt lại và cuộc chiến xâm lược tàn bạo khốc liệt, man rợ đã bắt đầu đổ lên đất nước Ukraine bé nhỏ. Việc người đứng đầu nước Nga ngang nhiên trở mặt nuốt lại lời hứa vừa ra khỏi miệng là điều không lạ, nhưng người ta thấy kinh tởm. Nó cũng tương tự như một quý ông ngang nhiên liếm lại bãi nước bọt mà mình đã nhổ ra. Cuộc chiến đã bắt đầu, bom đạn, vũ khí, thiết bị chiến tranh thi nhau lên tiếng ngày đêm. Những vệt sáng xé màn đêm, những đám cháy rừng rực, những ngôi nhà sụp đổ trong tiếng kêu thương, hàng loạt người bị tước đi mạng sống. Từng hàng người nối đuôi nhau chạy khỏi quê hương, bỏ nơi chôn nhau các xuống của mình để thoát thân trong cơn kinh hoàng. Quan sát cuộc chiến, chúng ta nín thở hồi hộp theo dõi số phận mỏng manh và bé nhỏ của người dân Ukraine trước gã to xác Liên bang Nga. Nga đang thì thố cái quyết tâm bất lương nhất là tiến hành chiến tranh xâm lược sau khi đã bằng mọi cách áp đặt những điều vô lý cho một quốc gia có chủ quyền, có một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ. Chỉ đơn giản là vì quốc gia đó, dân tộc đó không hề chịu cúi đầu, không hề khuất phục trước những âm mưu và hành động đê hèn của quốc gia bên cạnh muốn lại thực hiện giấc mộng bá quyền. Và người dân Ukraine đã đứng lên, họ đứng lên chống lại cuộc xâm lăng vô lý và bạo tàn của bọn Nga xâm lược. Một cuộc chiến mà không chỉ trong thế giới văn minh hiện đại ít khi xảy ra, mà ngay cả thời man rợ. Điều đó cũng không dễ dàng, nhanh chóng như vậy. Họ đứng lên với tinh thần quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh cho dân tộc, đất nước của họ trường tồn. Họ đứng lên khi mà sự chênh lệch mọi mặt so với đội quân xâm lược, nhưng họ có một ý chí sắt đá và lẽ phải ở trong tay. Họ đứng lên với nỗi lo lắng cho đất nước bị tiêu vong, cho dân tộc bị biến thành nô lệ. Họ đứng lên với bầu nhiệt huyết của hơn 40 triệu trái tim căm phẫn, ở máu với quân xâm lược phản trắc đang ỷ mạnh hiếp yếu, và họ thà chết vinh chứ không chịu sống nhục. Và họ đứng lên để một lần cho thế giới nhìn thấy đằng sau cuộc chiến này là điều gì cần học tập và điều gì cần cảnh giác. Cả thế giới đều biết rõ về nước Nga, đó là một đất nước có nền văn hóa lâu đời, có những người dân Nga hiền lành và chất phác, có lãnh thổ rộng lớn và nhiều tài nguyên. Thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga quá nhiều những kho báu tài nguyên khoáng sản và nhiều thuận lợi cho cuộc sống mưu sinh và phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều tai hại cho đất nước này, dân tộc này là đã đẻ ra và tiếp nhận đầu tiên cái chủ thuyết cộng sản vô thần và bạo lực. Để rồi từ đó, nó phá nát đất nước này, dân tộc này gần một thế kỷ qua. Ở đó, những người dân hiền lành đã bị biến thành nhân nô lệ cho chính cái chế độ chính phủ mà nó đẻ ra. Nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có của đất nước đã bị đổ vào những cuộc chiến tranh tàn bạo sắc máu, cũng như đã tập trung cho giấc mộng bá quyền của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Sau một quá trình lâu dài đất nước Nga, người dân Nga đã tìm mọi cách thoát ra khỏi chế độ man rợ, tàn bạo nhất trong lịch sử loài người là chế độ cộng sản mang tên Liên bang Xô Viết. Tuy nhiên, cuộc thay da đổi thịt để tiến tới một chế độ nhân dân chủ đã không hoàn toàn thành công. Trong quá trình đó, vẫn có những kẻ xuất thân từ cộng sản mà ra, đã kịp thời trổ tài lừa đảo bằng những ngón đòn cộng sản nhà nghề để biến chế độ Nga thành một chế độ quái gở, nửa dơi, nửa chuột, nửa dân chủ, nửa chuyên quyền, quân phiệt, độc tài. Ở đó, có một Putin muốn trị vì suốt đời trên ngai báo nên đã dở trò trợ rời đánh tráo vị trí quyền lực quốc gia. Ở đó, những kẻ đối lập, những sự bất đồng đều bị kìm hãm, bị dùng để trò mọi rợ hoặc tinh vi để tiêu diệt hoặc bỏ tù. Ở đó, kẻ ăn trên ngồi trất của thiên hạ được xây dựng hình ảnh cá nhân như một cha già dân tộc có quyền sinh, quyền sát và quyền tắc oai tắc quái.
đùa giỡn với sinh mạng hàng trăm triệu người dân Nga cũng như vận mệnh thế giới loài người bằng trò chơi đe dọa hạt nhân. Và thế là không chỉ người dân mà cả thế giới, nhất là các lân bang bị vạ lây lịch sử đất nước Nga kể từ thời Cộng sản vào khu vực này, là lịch sử của việc người dân nhịn ăn, nhịn mặc, bóp miệng, khai thác máu xương công dân và thành quả trí não của họ cho việc sản xuất vũ khí chiến tranh, hòng thỏa mãn giấc mộng bá quyền toàn thế giới. Trước sự to lớn, hung hãn, tan bạo cũng như nguồn lực dồi dào những vũ khí chiến tranh, người ta thấy rằng cuộc chiến hôm nay giữa Nga và Ukraine sẽ là một cuộc chiến không cần sức, và người ta lo lắng thay cho đất nước Ukraine, cho dân tộc này có thể sẽ rất sớm bị bại trận và tiêu diệt. Và người ta chỉ biết cầu nguyện cho Ukraine, rồi cả thế giới đứng bên cạnh Ukraine, lên liên tiếp những sự lên tiếng ủng hộ của cả thế giới, kể cả của những chính phủ trên những đất nước còn lừng khừng nhất do những lý yếu đến quyền lợi với Nga, thì nay đã cũng đã dứt khoát thái độ không chấp nhận cuộc xâm lăng tàn bạo này và đã lên tiếng cũng như chính thức ủng hộ Ukraine. Thế rồi cuộc chiến đã không như những suy nghĩ đầu tiên của mọi người là Ukraine sẽ nhanh chóng bị đè bẹp. Khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 5, nhiều diễn biến trên chiến trường cho thấy rằng thực tế có thể không như kế hoạch và mong muốn của quân đội quân xâm lược. Người ta ngạc nhiên bởi sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân Ukraine. Người ta thấy tinh thần của người Ukraine bất khuất, không sợ hãi, không khuất phục hoặc hoảng loạn, bỏ chạy hay đầu hàng trước đội quân xâm lược hung bạo. Người ta thấy rõ ràng hành động của chính quyền Ukraine không phải là hành động của nhà nước Afghan mới cách đây mấy tháng, và tổng thống Ukraine Zelensky không phải là tổng thống Ashraf Ghani. Đội quân xâm lược đã bước đầu chịu tổn thất nặng nề và bước tiến quân đã chậm lại. Dù chỉ vậy thôi cũng đã là một điều khiến cả thế giới ngạc nhiên. Và rất nhiều mặt trái được vạch rõ cho thế giới thấy rằng vũ khí hiện đại, quân số đông đúc vẫn chưa phải là yếu tố quyết định để có thể bắt buộc dân tộc đầu hàng một cách nhanh chóng, khi dân tộc đó có ý thức và lòng yêu nước. Những hình ảnh về sự tàn bạo gây tội ác của người dân Ukraine, những quân dân Nga lợi dụng chiến trận để cướp phá ngân hàng tài sản đã chứng minh bản chất đội quân xâm lược. Cả cuộc chiến đã nói lên bản chất bảo tàng của cái nòi cộng sản đang sống dậy trong con người Putin, và người ta đã hình dung ra một cuộc chiến lâu dài hơn dự tính. Và Putin sẽ xa lầy vào vũng bùn Ukraine. Quan sát cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, chúng ta chợt nhớ đến câu chuyện về cuộc chiến giữa chàng thanh niên David với người khổng lồ Goliath cách đây 5.000 năm. Trong cuộc chiến đó, người khổng lồ Goliath đã bị chàng thanh niên David nhỏ bé đánh bại, và một ước mơ dù khó khăn nhưng cần thiết lúc này là may chăng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa để anh chàng David Ukraine bé nhỏ chiến thắng cả khổng lồ Goliath Nga xâm lược. Vâng, chẳng ai có thể cấm được một ước mơ, nhất là một ước mơ lương thiện.